Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ kênh đầu tiên nha. How was Slender dear? Ok. Let's go. Ở đây các bạn cần phải tìm 8 màu giấy. Rồi. Tiếp tục nào. Đấy tầng 2 rồi, tí mình sẽ lên. Bỏ dấu đầu tiên. Tiếp tục sang căn phòng tiếp theo. Let's go. Let's go. Đây là phòng ăn rồi. Trong phòng ăn này xem có mảnh nào không. Mảnh thứ 5. Khi các bạn tìm hết ở tầng 1, sau đó các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Ở tầng 1 thì còn một căn phòng mình chưa dám vào. Bởi vì nếu mà nhìn vào căn phòng đó thì nhìn vào bức ảnh đó thì ông quỷ sẽ xuất hiện. Cho nên mình sẽ không dám vào. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Oh my god. Con của ông bà ma quỷ. Phòng này phòng bà ma thôi. Đó các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 mảnh giấy. Lúc đó các bạn sẽ mở được và lấy được một chiếc chìa khóa. Và chiếc chìa khóa đó các bạn sẽ mở ở căn phòng cuối cùng. Lúc đó các bạn sẽ xuống một tầng hầm. Đó và xuống tìm tiếp nào. Ok. Rồi và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go.
Ở tựa game này thì đơn giản hơn các tựa game khác, đó chính là tựa game này chỉ cần tìm 20 túi tiền thôi là lúc đó các bạn sẽ tẩu thoát khỏi nơi này. Phòng này được 3 túi rồi, sang phòng tiếp theo. Bạn ở trong một căn phòng nào đó thì bà ta sẽ ở bên trong. Mình sẽ xem bà ta đang ở đâu, tầng hầm. Thế thì mình sẽ lên luôn trên tầng 2. Oh my gosh, chạy thôi. Chỉ cần 2 chiếc túi tiền nữa thôi là thành công. Ở đây xem có không. Rồi, còn 1 chiếc túi nữa. Ok, let's go. Đã đủ. Bà ta lên tầng 2 rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 3. Slenderina The School. Let's go. Món đồ đầu tiên. Một chú gấu bông. Oh my gosh. Mình sẽ làm tìm máu luôn.
số 2, nhìn thấy luôn. Let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Món đồ thứ 3. Một phòng ăn, một căn phòng khá là rộng. Món đồ thứ tư, oh my god, sẽ sang dãy hành lang tiếp theo. Ok, còn một món đồ nữa thôi. Let's go. Đây rồi. Sau đó các bạn sẽ xuống dưới tầng cuối cùng. Ở đó có một căn phòng. Mình sẽ lắp vào đây. Nguồn điện đã được bật và cánh cửa trên tầng 3 đã mở ra. Wow, rất là nát néo luôn. Let's go. Chính là một giáo viên trong ngôi trường này. Không biết chết vì lý do gì nên nó cứ ám ảnh ở trong ngôi trường này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ tư, Slenderzilla The Serum. Let's go. Oh my god.
Wow, giúp mình. Quyển sách đầu tiên. Nhiệm vụ của các bạn là phải đi xung quanh tất cả đường, những con đường này và tìm tất cả là 8 quyển sách. Nó như là một con đường mê cung, một căn hầm. Trên này là bê tông này, ở đây chắc chắn là một căn hầm và có rất nhiều phòng. Quyển sách thứ hai, đây là một đường cụt nên mình sẽ vào sâu xem có một cái gì không. Ok, quay lại thôi. Oh my god. Quyển sách thứ ba. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 quyển sách nha. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Slenderina Asylum. Ok. Let's go. Slenderina Asylum. Đó là các bạn phải đi kiếm chìa khóa. Đã có chìa khóa, mình mở luôn. Ở đây thì có ông quỷ và bà ma và đứa con. Thì đứa con này nó còn bé cho nên nó chưa làm gì các bạn. Chỉ có mỗi ông quỷ và bà ma thôi. Các bạn phải tránh hai người đó. Tờ giấy đầu tiên. Let's go. Tờ thứ hai. Đi xung quanh và tìm tất cả 8 tờ giấy. Từ đó các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này, một bệnh viện ma. Đó rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Slenderina The Forest. Rồi, mình đã có bản đồ và bây giờ thì mình sẽ đi theo con đường này. Trước mặt các bạn sẽ là một ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà nhỏ. Không phải, một chiếc xe. Và chiếc xe này không thấy gì. Rồi, ok. Let's go. Tiếng kêu của ông quỷ. Một căn nhà nhỏ. Cái này không phải căn nhà, là một túp lều. Gặp có quỷ rồi, xuống thôi.
Oh my gosh. Một chiếc chìa khóa. Cái này không biết mở được gì. Sobok y looker. Đó là cần một chiếc chìa khóa để mở. Rồi sau đó các bạn sẽ đi đường xuống đây, vào tòa nhà này. Đây là một trong những tòa nhà rất là to. Đây rồi. Trong tòa nhà này không biết có gì không. Các bạn phải đi từng điểm một và từng chỗ một để tìm. Tòa nhà này có 2 tầng. Trên này cần một mã số để mở ra. Chìa khóa đây rồi. Ok. Các bạn có cái này thì các bạn mới mở ra được những cái hòm chìa khóa kia. Đó, cứ như thế các bạn đi tìm. Tất cả là 7 chiếc chìa khóa là các bạn hoàn thành được game. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Slenderina 2D. Ngoài trời thì đang mưa. Bây giờ thì bắt buộc các bạn phải vào trong ngôi nhà này để trú mưa. Nhưng khi vào bên trong thì các bạn không ra ngoài được. Và lúc này các bạn phải đi tìm tìm cách để làm sao thoát được khỏi ngôi nhà này. Ok. Không có gì ở đây. Let's go. Đây các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 4 mảnh, sau đó thì các bạn sẽ lắp làm vào đây đủ 4 mảnh. Ok. Wow. Tiếp tục đi thẳng tiếp. Oh my god, rất nhiều cạm bẫy. Đó, sau đó các bạn sẽ đi tìm tiếp và trong khi đủ 4 mảnh các bạn sẽ mở ra và lấy được một sợi dây điện, và lúc đó các bạn lắp sợi dây điện nó vào thì cánh cửa sẽ hoạt động, và khi đó thì các bạn sẽ đi từ cánh cửa đó xuống dưới tầng hầm và các bạn sẽ dần dần có thoát khoảng đây là. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Slenderina 2D. Slenderina The Solar 2. Đây là tựa game Slenderina khó nhất, khó nhất từ trước đến nay, và mình thấy tựa game này rất là khoai luôn. Các bạn mà chơi chế độ mắc khó thì để mà thoát được khỏi nơi này thì rất là khó. Bởi vì thứ nhất đó là nó có rất nhiều những nơi mà không có lối đi. Thứ hai, ông quỷ và bà ma và đứa con của ông quỷ này cắn rất là đau. Chỉ cần 3 lần, nếu mà chơi chế độ khó 2 lần thôi là các bạn sẽ check out. Để xét đầu tiên. Quyển sách thứ hai.
Để con xin chìa khóa này. Ok, let's go. Mình nghe tiếng chân rất gần đây. Quyển sách thứ 3. Oh my god. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 quyển sách nha. Đây đúng là như là một mê cung. Và mê cung này rất là khoai và khó luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Horror House. Một ngôi nhà kinh dị. Yeah, let's go. Rất là tối tăm. Không có gì đây cả. Phải tìm thêm một thứ nữa để sang các phòng kế tiếp. Đây là một tựa game cũng khá là kinh dị. Tựa game này thì nó quá tối để rất khó nhìn những món đồ mà được giấu ở trong ngôi nhà này, rất là khó nhìn luôn và rất là kinh dị. Đó, ok rồi, và các bạn cùng mình khám phá tiếp tựa game tiếp theo nhé. Horror House 2, let's go. Còn gì nữa không? Hết rồi. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? Hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Đúng là một ngôi nhà kinh dị luôn. Ok. Oh my god. Cái gì đây? Bà này chỉ tìm đứa con. Và chứng tỏ ngôi nhà này chết hết rồi. Và bà này đã khóc vì một đứa con. Bà ta đã hóa thành quỷ. Các bạn chạm vào bà ta là các bạn sẽ chết ngay. Và không biết bà ta đang đi đâu đây. Rất là tối luôn. Chiếc chìa khóa tiếp theo sẽ là mở cánh cửa ở đâu? Thank you.
trước xem như thế nào. Đó, các bạn sẽ ở trong này và tìm tất cả những chìa khóa để mở những cái cửa này ra. Nhưng nếu các bạn chạm vào bà này thì các bạn sẽ bị đai luôn. Ok, rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Horo Suviva. New game, let's go. Đây là một chiếc thuyền, xong là chiếc thuyền của mình rồi. Điều này xem như thế nào. Ở đây các bạn nhìn, chỉ cần nhìn con ma một lúc đâu là các bạn cũng sẽ bị thua luôn. Oh my god. Chạy luôn. Một bên sau. Tiến thẳng lên trên xem như thế nào. Đây là núi trong ngôi nhà. Oh my gosh. Một đoạn đường khá là dài. Không đi được đường này rồi. Đây là núi, ok. Đó, các bạn phải đi xung quanh cái bản đồ này và tìm kiếm tất cả những thứ mà có trên hòn đảo này. Ở đây mình bị lạc vào một hòn đảo hoang và là một hòn đảo ma. Rất kinh dị. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. From. God.
Oh my god, squad. Nó xuất hiện nhanh thật. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.